Chiều ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho anh Trần Quốc Dũng, sinh năm 1981, xóm Tân Thành 1, xã Tân Quang, cùng con trai là cháu Trần Đức Long, sinh năm 2006, vì đã có hành động dũng cảm, nhanh trí, tham gia cứu cho bé 4 tuổi bị tai nạn đuối nước. Trước đó, đêm ngày 17 tháng 6, có một xe ô tô 4 chỗ, trên xe chở 4 người đi trên đường kênh Núi Cốc, đoạn qua địa phận xóm Tân Thành 1, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, và không may bị lao cả xe xuống kênh. Trên đường đi về nhà khoảng gần 24 giờ, anh Dũng nghe thấy tiếng kêu cứu dưới kênh, anh vội về gọi con trai là cháu Trần Đức Long cùng ra trợ giúp. Khi ra đến nơi, anh thấy có một người đàn ông đang hô hoán cần hỗ trợ để cứu cho bé và mọi người bị rơi xuống dòng kênh. Mặc dù lúc này mực nước dưới kênh khá cao, trời tối muộn, nhưng không ngần ngại, anh Dũng đã cùng con trai lao xuống và đưa cháu bé lên bờ để sơ cứu kịp thời. Khi biết vẫn còn hai người trong xe bị nước cuốn trôi theo dòng kênh, cháu Phạm Đức Long đã về nhà lấy xe máy và đèn pin đi dọc theo bờ kênh để tìm kiếm tiếp. Cháu Long đã phát hiện và đưa được xác một phụ nữ khác lên bờ, sau đó hai bố con tiếp tục phối hợp cùng lực lượng chức năng của xã tìm kiếm nạn nhân còn lại. Tại buổi lễ biểu dương khen thưởng gương người tốt việc tốt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang đã ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm cứu người của bố con anh Trần Quốc Dũng và cháu Trần Đức Long trong việc cứu người và mong rằng sẽ có nhiều tấm gương người tốt việc tốt như vậy, kịp thời giúp đỡ những người không may bị hoạn nạn.